Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang xem video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2021, Tiến Dũng test cặp loa Bose 701 Series 2 với chiếc âm ly Denon 2000 chơi. Hai thiết bị này quý vị có thể sử dụng để nghe nhạc và chúng ta có thể kết hợp thêm một vang để hát karaoke. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc trước. Giải mã FiO K5 Pro. Đây là một thiết bị giải mã chuyên nghiệp, chuẩn Hi-Res Audio, hàng mới, mức giá chỉ 4 triệu. Quý vị có thể kết nối với TV Internet thông qua cổng quang để nghe nhạc và hát karaoke giải trí gia đình. Mức giá chỉ 4 triệu, hàng mới, bảo hành 1 năm, hàng của Trung Quốc, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, bảo hành 12 tháng. Thì Dũng bao phí ship và tặng kèm theo một dây quang với FiO K5 Pro. Thiết bị thứ hai của hệ thống âm thanh ngày hôm nay đó là Denon 2000 chơi. Đây là một chiếc âm ly Denon có phân khúc giá bình dân, tuy nhiên cho tiếng rất tốt. Với ngoại hình được thiết kế mặt phay nhôm màu vàng chanh, máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS đặc biệt độc quyền của thương hiệu Denon. Với chiếc âm ly này, quý vị có thể chơi được hai cặp loa từ 8 đến 16 ô, hoặc chơi một cặp loa từ 4 đến 16 ô. Đặc biệt với Denon 2000 trơn này có chức năng BY, có thể chơi được loa BY từ 4 đến 16 ô. Thiết bị này có sử dụng điện là 100V và công suất nguồn là 250W, hàng sẽ được sản xuất tại Nhật. Giác kết nối còn sáng choang, máy zin với bạc, tình trạng hàng bãi đẹp. Thì dùng bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Mức giá của Denon 2000 trơn có mức giá là 12,5 triệu. Tiếp theo phía trên đây đó là mẫu loa Bose mà quý vị và các bạn vừa nghe. Đó là mẫu loa Bose 701 Series 2, hàng Mỹ, sản xuất tại Canada. Đây là mẫu loa Bose được thiết kế dạng cột và tích hợp hai loa xúc điện nằm ở phía bên trong. Mẫu loa này có cấu tạo thiết kế dạng cột, sử dụng một loa mid loại 16cm phía trước, một loa chép giấy 6cm nằm phía trước. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu xám. Cặp loa vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng bãi, zin, đẹp. Và đây là giao diện phía mặt sau. Phía mặt sau có một loa mid loại 16cm và một loa superwoofer, tức là loa siêu trầm. Đây chính là loa xúc điện của cặp loa 701 hai lỗ. Xin lỗi quý vị, đây là chính là loa xúc điện của cặp loa 701 Series 2. Đây là giao diện của các trạm kết nối cũng như tem thông số.
Bow 701 Series 2 Speaker. Loa có sử dụng điện là 120V và công suất nguồn là 260W. Với loa này thì chúng ta cần kết nối với nguồn điện và có một dây cáp truyền dẫn từ loa này sang loa kia. Tín hiệu của trạm loa âm ly kết nối vào đây. Ở đây có một công tắc nguồn. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cặp loa này như là một loa xúc điện chuyên nghiệp. Chúng ta kết nối với vang số hoặc với các nguồn phát từ âm ly hoặc rề vào đây và sử dụng cái hệ thống loa này như một loa xúc điện. Đây là nút cắt tần số và đây là nút chỉnh tiếng bass lớn nhỏ, volume bass. Điện 120V và công suất nguồn là 260W cho loa xúc điện phía bên trong của hệ thống loa này. Đây với thực sự là vua của tiếng bass. Nó mạnh mẽ hơn cả 701 2 lỗ hơi, mạnh mẽ hơn cả 701 1 lỗ hơi. Dòng loa này quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình trong các không gian tầm trên dưới 40m2, tiếng rất tốt. Đây là lỗ thông hơi ở phía mặt sau, hai loa đều có lỗ thông hơi. Tất cả đều có e căng đầy đủ, zin nguyên bản, tình trạng hàng bãi, series trùng số đúng cặp. Cặp loa này có kích thước chiều cao ước tính khoảng 1m1. Đây là cước thích kích thước ước tính để anh em ngắm nghía trong không gian gia đình mình. Mẫu loa 701 Series 2, hàng Canada, tình trạng hàng bãi, zin đẹp, sử dụng bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, mức giá 17 triệu. Mức giá cực tốt cho một mẫu loa có thể nói là rất đáng chơi của thương hiệu Bow. Tiếp theo phía trên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa Bow nữa của thương hiệu Bow đến từ Mỹ. Đó là mẫu loa 6.2 vỏ vàng. Với Bow 6.2, ở đây tôi đang để dựng đứng. Chúng ta có thể để nằm hoặc có thể để đứng. Dòng loa này sử dụng một loa bass loại 20cm và hai loa chép giấy loại 8cm. Lỗ thông hơi nằm ở phía mặt trước. Loa được trang trí bên ngoài bằng thùng gỗ lạng màu vàng, rất đẹp. Loa có trở sở hàng là 4 ohm và công suất là auto watt. Dòng loa này quý vị có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình các không gian tầm trên dưới 25m2 là vừa. Các anh em có không gian lớn hơn có thể sử dụng hai cặp hoặc thêm một loa subwoofer để tăng tiếng trầm. Mẫu loa Bow 6.2, tình trạng zin với bản hàng bãi Mỹ xịn, mức giá 9 triệu. Sử dụng bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng và bao đúng xuất xứ USA. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là mẫu loa Bow. Xin lỗi quý vị, đó là mẫu loa SUP của thương hiệu Yamaha. Hôm nay Tiến Dũng về hai chiếc loa SUP. Đây là những chiếc loa subwoofer dòng cao cấp của thương hiệu Yamaha, được anh em yêu âm thanh mệnh danh là vua bass. Đầu tiên là chiếc ở trên, model IST-SW800. Chiếc này với thiết kế dạng loa súc điện và sử dụng một loa bass úp đất loại 25cm. Phần thùng được trang trí bên ngoài bằng simili, có các đường sọc vân gỗ, rất đẹp. Chiếc này vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng bãi, zin. Lỗ thông hơi của loa nằm phía bên đây. Và đây là giao diện phía mặt sau. Yamaha SW800, công nghệ Artisavo rất nổi tiếng của thương hiệu Yamaha độc quyền. Nó có khả năng chơi đồng pha với cặp loa mà nó được hỗ trợ tiếng bass rất mạnh mẽ và đặc biệt đồng pha. Jack kết nối dạng RCA và jack kết nối dạng bắp chuối, đầy đủ các công tắc điều chỉnh tắt mở nguồn, auto off và đảo pha. Mình nhôm giải nhiệt phía mặt sau. Trong này sử dụng điện 100V và công suất ngõ ra loa là 1000W. Công suất nguồn là 185W, công suất ngõ ra loa là 1000W. Phía đằng sau có một công tắc Man Power. Chiếc Yamaha SW800, tình trạng zin nguyên bản hàng bãi, điện 100V, mức giá 12,5. Và phía dưới xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc loa súp khủng của thương hiệu Yamaha. Đó là model SW1500. Đây là model có cấu hình lớn nhất của thương hiệu Yamaha. Điện 100V, công suất nguồn 185W và công suất ngõ ra loa là 1000W. Dòng này cho tiếng rất mạnh mẽ. Yamaha SW1500 được trang trí bên ngoài bằng thùng bóng sơn mài, rất đẹp.
lỗ thông hơi nằm phía mặt trước và một loa bass úp đất loại 30 cm. Đây là giao diện của mặt tiền máy, nút tắt mở nguồn, nút bass, các chế độ nghe nhạc, xem phim, cắt tần số cũng như volume. Yamaha SW1500 với công nghệ Anti-Servo độc quyền của thương hiệu Yamaha, tiếng mềm sâu và đặc biệt đồng pha với cặp loa mà nó được hỗ trợ. Chiếc này với tình trạng hàng bãi, zin nguyên bản, loa đẹp xuất sắc, mức giá 17, điện 100V. Đây là hai chiếc loa superwoofer rất đáng chơi của Yamaha. Chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Đối với SW800, quý vị có thể ghép vào các không gian tầm trên dưới 50m2. Và đối với SW1500, chúng ta có thể phục vụ cho các không gian tầm trên dưới 80m2, hàng trăm mét vuông vẫn chơi rất thoải mái. Chiếc này rất mạnh mẽ. Ngoài những chiếc Yamaha này ra thì Dũng đang có phục vụ các dòng loa superwoofer của thương hiệu Yamaha như SW320, SW315, SW515 và SW1000. Tất cả là hàng bãi do Tiến Dũng tuyển chọn kỹ lưỡng và được kiểm định kỹ lưỡng bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Chế độ bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng và bao đúng xuất xứ để quý vị và các bạn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiến Dũng xin dừng clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.